Còn đây con này chuẩn bị lên con này nữa nha. Ê, hỏi thầy mượn con dây dây đi. Con này 2 mét. Dây dây hả? Dây không? Dây không? Chúng nhà. Dây dây. Lỡ dây được đấy dây dây. Có thầy không cần hả? Lỡ. Con nhiều không hết đi cắt nữa rồi. Đừng nhầm quá. Để con dây nó cầm cầm sợi dây nữa ra hả? Cầm á, để nó gãy mấy cái ngoe á, để đất lại gãy ngoe á. Đá đầu do á. Nhà chưa? Không lấy là nó đi. Cầm luôn, cầm luôn. Cầm luôn. Đó. Rồi bị cao lèo chứ bị gì? Cao rồi. Cao lèo rồi. Ừ. Rồi hạ lèo xuống chút. Rồi chứ bị lộn xói cô đơn chứ nè. Rồi dính luôn, dính dây nè. Rồi chuẩn bị lộn xói cô đơn. Rồi, ủa cái àm luôn. Ê, anh gỡ dây nè. Thả dìu đuôi nè. Dính búa xua luôn. Vậy sao anh không gỡ mẹ dây ra đi? Rối đùi luôn. Quá trời.